quốc tế cách đây 46 năm đã ghi nhận một sự kiện lịch sử, Hòa đàm Paris, nơi mà bốn thành phần Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã đặt bút để ký Hiệp định chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình ở Việt Nam, gọi tắt là Hiệp định Paris. Quyết định số phận của miền Nam Việt Nam từ ngày 27 tháng 1 năm 1973 với những hệ lụy cho mãi đến sau này. Nơi ký Hiệp định Paris nay đã được chính phủ Pháp bán lại cho tập đoàn khách sạn 5 sao Peninsula. Mặc dù cư ngụ tại Pháp, nhưng lần đầu tiên trở lại nơi đây, nhìn lại cảnh cũ, ông Phạm Đăng Xuân ngậm ngùi chia sẻ. Và tới đây thì tôi thật bỡ ngỡ, ngỡ ngàng bởi vì tôi không nhận ra được thì lúc đó là buổi sáng thì chúng tôi đến thì là chúng tôi ngồi ở trong cái phòng mà bây giờ tôi nhìn không ra mà có lẽ là cái phòng bây giờ nó đổi ra là cái phòng ăn đó. Nó rộng lắm, có cái bàn rộng. Hình như tôi nhớ không lầm thì là tôi ngồi ngay ở cái chỗ mà nhìn ra cái đường đó. Lúc đó không có cái cổng này đó. Tôi đến đây tôi thấy ngỡ ngàng, mọi chuyện đều là bỡ ngỡ lạ lắm. Hiệp định Paris là kết quả của một chuỗi thương lượng kéo dài 4 năm 9 tháng với 202 cuộc họp chính thức và 24 cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Henry Kissinger và Lê Đức Thọ Xuân Thủy. Có một giai thoại là hồi đó trưởng phái đoàn Bắc Việt và mấy anh ở trong Nam gặp chúng tôi thì là cũng chào và nói là sẽ nay mai là sẽ thống nhất cái vùng này, không có ai được ai thua hết. Chúng ta là dân Việt Nam cả, không có những cái sự trả thù, không có những cái sự tranh đấu, từ nay chúng ta thống nhất về hòa bình. Nhưng mà tiếc thay lúc nói như vậy, nhưng mà sau này sự thật thấy rằng là cái sự thống nhất là không giải quyết bằng cái phương pháp hòa bình mà là bằng một cái sự cưỡng chế bằng vũ lực. Đó là cái điều mà không có nói đến ở trong Hiệp định Paris, chỉ nói là sẽ có thống nhất với sự thỏa hiệp giữa hai miền thôi, chứ không có cái sự thống nhất đã xảy ra bằng vũ lực như là năm 1975. Đó là làm điều cho tôi rất buồn và rất tiếc. Hiệp định Paris gồm 9 chương và 23 điều. Nội dung đòi hỏi các nước phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Hoa Kỳ và đồng minh phải rút quân ra khỏi miền Nam. Các bên cam kết tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử tự do và dân chủ có giám sát quốc tế. Việc thống nhất nước Việt Nam sẽ được thực hiện bằng phương pháp hòa bình trên cơ sở thỏa thuận giữa miền Bắc và miền Nam, không bên nào cưỡng ép và thôn tính bên nào. Hiệp định Paris sẽ hết hiệu lực vào ngày tổng tuyển cử 25 tháng 4 năm 1976. Điều 5 chương 2 của Hiệp định quy định Hoa Kỳ phải rút toàn bộ quân và cố vấn trong vòng 60 ngày, nhưng lại không nói gì đến lực lượng quân đội Bắc Việt còn ở lại miền Nam lúc ấy. Luật sư Lê Trọng Quát phân tích những điều khuất tất trong Hiệp định Paris. Cái điều khuất tất nhất trong cái Hiệp định Paris đó không có nói, chứ không phải là không nói rõ, không có nói hoàn toàn. Đó là cái sự tồn tại của 100.000 can binh cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Cái Hiệp định đó đã im lặng. Đó là một cái sự nhượng bộ to lớn của Hoa Kỳ. Cái điều khoản cốt cán là quân đội Hoa Kỳ và các nước đồng minh đều phải rút lui sau khi hiệp định ký kết. Trong lúc đó đó thì là 100.000 cán binh Việt Cộng là cộng sản còn ở lại Trung Nam mà hiệp định hoàn toàn không ra đến. Đó là một cái khúc hết sức quan trọng mà cô vừa nhắc đến đó, và nó đã quyết định cái số phận của miền Nam Việt Nam. Lợi dụng những vùng tranh tối tranh sáng, cộng sản Bắc Việt đã vi phạm hiệp định ngay sau đó. Sự vi phạm này được Hà Nội cho là cuộc đấu tranh của nhân dân ta để thi hành Hiệp định Paris, thực chất là cuộc đấu tranh để tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Khi tiếng súng mới chấm dứt vào lúc 1 giờ sáng 0 giờ ngày 27 tháng Giêng đó, thì là Việt Cộng ở trong đó nó đã bắt đầu vi phạm rồi đấy. Nó vượt ra khỏi những cái vùng nó đứng trước đó, nó chiếm cứ thêm đất đai. Vì tình trạng gia beo lúc bây giờ đã tạo ra cái sự khó khăn trong trận hiệp định, đã lợi dụng cái cơ hội đó để nó tỏa ra, nó chiếm thêm đất đai thì cái sự vi phạm bắt đầu từ đó. Nhưng mà cái sự vi phạm thứ hai thì chúng ta đều biết là quân đội chính quy của Bắc Việt tràn vào chiếm cứ thủ đô Sài Gòn sáng ngày 30 tháng 4. Và đó là tất cả cái sự vi phạm của cộng sản trong hai giai đoạn đấu trong miền Nam
Giai đoạn 2 là vi phạm hoàn toàn cái toàn quốc. Theo tài liệu của sử gia Trần Gia Phụng, để thoát ra khỏi vũng lầy của cuộc chiến Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Nixon đã nói với Ngoại trưởng Henry Kissinger, tôi không biết rằng những lời đe dọa đó liệu có đủ hay không, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết, sẽ cắt đầu ông ta nếu cần. Chúng tôi biết là cái hiệp định này nó có nhiều cái bất lợi rồi. Tổng thống Thiệu lúc đó đã nhiều lần kéo dài, không có muốn ký, nhưng mà Hoa Kỳ đã... rốt cuộc họ đã ép buộc ngay là cả những cái đe dọa để mà bắt chính phủ Việt Nam Cộng hòa phải ký. Lúc mà đi qua đây là tôi là người ôm trong hồ sơ cái hiệp định đó mà. Tôi thấy có nhiều điều rõ ràng là không tốt cho Việt Nam Cộng hòa. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như mà thực hành nghiêm chỉnh để lấy cái hiệp định đó có thể đưa lại một cái sự hòa giải, hòa hợp giữa hai bên. Điều 11 chương 4 trong hiệp định, hai bên sẽ thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc, xóa bỏ thù hằn, cấm mọi hành động trả thù và phân biệt đối xử. Theo luật sư Lê Đình Thông, thì điều khoản trong hiệp định là một sự mỉa mai vì chính những người ký đã không tôn trọng nó. Mỗi một cái điều khoản của cái hiệp định đó đã đưa đến cho tôi một cái sự cay đắng, một cái sự mỉa mai, bởi vì đó là cái quy định này nó hoàn toàn nó không phù hợp với thực tế. Nghĩa là tôi phân tích vấn đề một cách khách quan, và trong cái tinh thần đại học, chứ không phải là đứng trên cái quan điểm của bên này hoặc bên kia mà phân tích một cách thiên lệch. Cái bản văn đã ghi rõ là cấm mọi trả thù. Vậy mà tại sao sau năm 75, chính những người đã ký kết, họ đã trả thù một cách man dợ. Cái con số mà của Amnesty International đã nói rõ là có tới 1 triệu, mà cái con số này là do Hà Nội đưa ra, là có tới 1 triệu người đã phải vô các cái trại mà người ta gọi là cải tạo. Nhưng thực tế, tôi phải nói chữ cải tạo đây, theo cái nhìn của tôi là cải tạo từ tự do sang nô lệ. Điều 19 trong Hiệp định Paris quy định trong vòng 30 ngày sau khi ký kết, một hội nghị sẽ được triệu tập để bảo đảm việc thực thi hiệp định này. Ngày 2 tháng 3 năm 73, một định ước quốc tế được ký bởi 12 nước trước sự chứng kiến của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Định ước này gồm 9 điều khoản nhằm bảo vệ việc thực thi Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, giữ vững hòa bình tại Việt Nam. Cái định ước cuối cùng đó, Actifinat, cũng ghi rõ rất quan trọng cái sự tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nước Việt Nam. Nếu áp dụng đúng cái đó, Trung Cộng không có thể xâm lăng những cái lãnh hải và lãnh thổ của chúng ta như chúng ta đã biết. Dựa vào những điều khoản của Hiệp định Paris cũng như Điều 7 trong Định ước Quốc tế quy định về việc tái hợp Hiệp định Paris, luật sư Lâm Chấn Thọ tìm cách tái hợp lại Hiệp định này. Cái định ước bảo đảm thực thi Hiệp định Paris nó được định rằng là khi có một cái vi phạm thì có một cái thủ tục mà chúng ta có phải tuân theo để mà có thể tái hợp nó lại. Cái thủ tục đó nó có hai phần. Cái phần thứ nhất, Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại có cái ưu tiên để mà tái hợp, họ đồng yêu cầu mọi người phải hợp. Còn nếu không đó, thì một thành phần nào phải vận động 5 thành phần khác được 6 trên 12 thì mới hợp. Và tôi bắt đầu nhúng tay vào cái đó năm 1999 để kêu gọi đồng hương phục quạt Việt Nam Cộng Hòa thức dậy, để dùng Việt Nam Cộng Hòa đi kêu gọi những nước khác để có được 6 thành phần trên 12 để mà tái hợp cái hội nghị, để đặt vấn đề bầu cử tự do Việt Nam và đặt vấn đề chiếm đóng Hoàng Sa Trường Sa với Trung Cộng. Cuộc trường chinh kéo dài 20 năm được cho là đồi đá vá trời, dần dần đã có những kết quả cụ thể. Một cái tin mừng cho quý vị và cho tôi là Canada hiện giờ đó, có một cái quyết nghị của Thượng viện Canada đòi hỏi Canada phải đóng một vai trò tích cực hơn, dùng cái định ước bảo đảm thực thi Hiệp định Paris để giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông. Và đặc biệt nữa, Thượng nghị sĩ Gia Na Đại gốc Việt Ngô Thanh Hải đã vận động được một bộ luật lên tiếng kết án Cộng sản Việt Nam vi phạm cái Hiệp định Paris một cách trắng trợn. Cái bộ luật đó được chuẩn y bởi Quốc hội Gia Na Đại mà không có một phiếu chống. Ở bên Hoa Kỳ thì tôi đã tìm được một bộ luật 93-559, lưỡng viện Hoa Kỳ đồng đòi hỏi hình pháp Hoa Kỳ phải tái hợp cái hội nghị quốc tế về vấn đề Việt Nam như chúng ta đã muốn. Nhưng mà cái bộ luật đó bị ngâm tôm trong vòng mấy chục năm nay. Đó là cái cơ hội ngàn vàng cho chúng ta. Và sau đó, quý vị thấy tôi có mặt ở tại Âu Châu đây, tức là muốn không muốn có những vận động đang xảy ra. Từ đó, luật sư Lâm Chấn Thọ có một cái nhìn lạc quan khi trở lại nơi này.
cái chỗ mà cái hiệp định này được ký, tôi thấy dập đổi sao dời. Thì tôi nghĩ rằng đó, gió nó phải đổi chiều. Thành ra tôi mong rằng đó, đây là cái thời điểm mà chúng ta có thể đi đòi những cái nợ mà những người thiếu đất nước của chúng ta sẽ phải trả.